Phật tử đại Bồ Tát có 10 thứ ma, những gì là 10 đó là uẩn ma vì sinh các chấp thủ, phiền não ma vì luôn tạp nhiễm, nghiệp ma vì hay chướng ngại, tâm ma vì khởi cao mạn, tử ma vì bỏ nơi sinh, thiên ma vì tự kiêu căng phóng túng, thiện căn ma vì luôn chấp lấy, tam muội ma vì say đắm vị thiền lâu dài, thiện tri thức ma vì khởi tâm chấp Bồ Đề Pháp Trí Ma vì chẳng muốn xả lìa. Đó là 10. Đại Bồ Tát nên làm phương tiện sớm cầu xa lìa. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ ma nghiệp. Những gì là 10? Đó là quên mất Bồ Đề Tâm mà tu các căn lành. Đó là ma nghiệp. Ác tâm bố thí, sân tâm trì giới, bỏ người tánh ác, xa người giải đãi, khinh mạng kẻ loạn ý, chê hiểm người ác Huệ đó là ma nghiệp nơi pháp thâm sâu sinh tâm tham sẻn có người hóa độ được mà chẳng vì họ nói pháp nếu được tài lợi cung kính cúng dường tuy họ chẳng phải pháp khí mà vì họ nói pháp đó là ma nghiệp chẳng thích lắng nghe các ba la mật giả sử nghe nói mà chẳng tu hành tuy cũng tu hành phần nhiều sinh giải đãi do vì giải đãi nên ý chí hẹp kém chẳng cầu pháp vô thượng đại bồ đề đó là ma nghiệp xa thiện tri thức gần ác tri thức thích cầu nhị thừa chẳng thích thọ sinh trí hướng niết bàn lìa dục tịch tĩnh đó là ma nghiệp ở chỗ bồ tát khởi tâm sân hận nhìn với cặp mắt ác tìm tòi tội sơ hở nói lỗi lầm của họ dứt hết thảy tài lợi cúng dường của họ đó là ma nghiệp phỉ báng tránh pháp chẳng thích lắng nghe giả sử được nghe liền sinh chê bai thấy người nói pháp chẳng sinh tôn trọng nói mình nói đúng người khác nói đều sai đó là ma nghiệp thích học thế luận xảo thuật văn từ khai xiển nhị thừa che lấp pháp thâm sâu hoặc dùng diệu nghĩa truyền dạy người chẳng đáng dạy xa lìa bồ đề trụ nơi tà đạo đó là ma nghiệp người đã được giải thoát đã an ổn rồi thường thích gần gũi mà cúng dường người chưa được giải thoát chưa được an ổn chẳng chịu gần gũi cũng chẳng giáo hóa, đó là ma nghiệp. Tăng trưởng ngã mạn, không có sự cung kính, đối với các chúng sinh làm nhiều sự não hại, chẳng cầu tránh pháp trí huệ chân thật. Tâm ý tệ ác, khó khai ngộ được, đó là ma nghiệp. Đó là 10. Đại Bồ Tát nên sớm xa lìa, siêng cầu Phật nghiệp. Phật tử Đại Bồ Tát có 10 thứ xả lìa ma nghiệp, những gì là 10? đó là gần gũi thiện tri thức, cung kính cúng dường, là xả lìa ma nghiệp, chẳng tự cao tự đại, chẳng tự khen ngợi mình là xả lìa ma nghiệp, nơi Pháp Phật thâm sâu, tin hiểu chẳng phỉ báng là xả lìa ma nghiệp, chưa từng quên mất tâm nhất thiết trí là xả lìa ma nghiệp, siêng tu diệu hạnh luôn chẳng phóng giật là xả lìa ma nghiệp, thường cầu tạo Pháp của tất cả Bồ Tát là xả lìa ma nghiệp luôn diễn nói pháp, tâm không mệt mỏi là xả lìa ma nghiệp, nương tựa mười phương tất cả chư Phật, khởi tâm cứu hộ là xả lìa ma nghiệp, tin thọ nghĩ nhớ tất cả chư Phật, được thần lực của chư Phật gia trì là xả lìa ma nghiệp. Với tất cả Bồ Tát, đồng chồng can lành, bình đẳng không hai là xả lìa ma nghiệp đó là 10. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này, thì sẽ lìa khỏi tất cả ma đạo.